một bản làng người Thái nằm nép mình giữa bạt ngàn núi rừng, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho cảnh quan tươi đẹp, sở hữu những thửa ruộng bậc thang rực vàng đang mùa gặt hái. Những nghề truyền thống của cha ông được gìn giữ và phát huy mạnh mẽ. Tinh hoa ẩm thực vừa phong phú vừa độc đáo, văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc. Bản Kho Mường, điểm du lịch văn hóa cộng đồng đặc sắc cuốn hút du khách khi đến với xứ Thanh. Bản Kho Mường thuộc địa phận xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, nằm trong vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cách thành phố Thanh Hóa 128 km về phía Tây Bắc, theo quốc lộ 15 và quốc lộ 47. Nhìn từ trên cao, Kho Mường hiện ra với vẻ đẹp đơn sơ bình dị của những xóm nhà sàn nằm sát chân núi bên những ruộng lúa, nương ngô, nương sắn. Đa số lợp mái sơm, mái cọ với chuồng trâu, bò ở dưới, còn người ngủ phía trên như truyền thống từ ngàn đời. Phía trước các ngôi nhà sàn là những thửa ruộng bậc thang thoai thoải. Bao quanh Kho Mường là một màu xanh bạt ngàn của những cánh rừng già nguyên sinh hoang sơ như ôm ấp bảo vệ xóm làng. Tất cả hiện lên như một bức tranh của chốn bồng lai tiên cảnh. Lợi thế du lịch của địa phương hiện nay ấy là có ruộng bậc thang, rồi có các cái cảnh quan thiên nhiên của được ban tặng. Những lợi thế này thì nó thu hút được cái khách du lịch vào với xã Thành Sơn nói chung và xuống hoang xuống Kho Mường nói riêng, thì tạo cái công ăn việc làm cũng như cái thu nhập cho người dân tại địa phương. Đối với du khách mà đến với địa phương ấy, thì đầu tiên là được trải nghiệm là cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực tại địa phương và được tham gia vào các hoạt động của người dân tại địa phương. Và với lợi thế du lịch cộng đồng thì đã được chỉnh trang lại những các cái đường đi lối lại, rất thuận tiện cho khách du lịch họ tham quan và trải nghiệm với du lịch cộng đồng tại địa phương. Điều đặc biệt làm nên bản sắc của Kho Mường níu chân du khách là những nét văn hóa đặc sắc trong đời sống sinh hoạt, kiến trúc nhà của dân tộc Thái với hơn 200 năm lịch sử. Một số ngôi nhà sàn đã được dùng vật liệu mới để xây dựng, tu sửa lại, nhưng vẫn giữ được những nét đẹp kiến trúc độc đáo của người dân tộc Thái. Năm 2000, trong bản có 3 hộ dân được Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông hỗ trợ làm nhà du lịch sinh thái cộng đồng Homestay, bước đầu đem lại hiệu quả. Đến nay, trong bản đã xây dựng nhiều hộ cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng, không chỉ giúp cho các hộ tăng thu nhập, bảo tồn những nét đẹp đặc trưng của dân tộc Thái, mà còn giúp cho người dân nơi đây thay đổi tư duy về làm du lịch. Cái phát triển du lịch cộng đồng ở tại thôn Kho Mường chúng tôi thì cũng bây giờ cũng đang phát triển, cách đây cũng được hơn 10 năm rồi. Đấy, thì cũng khách du lịch vào đây cũng hồi tóm lại chưa có đại dịch Covid thì cũng rất chi là cũng khá. Khách ở vào đây chủ yếu là tham quan du lịch và lại học hỏi cái kinh nghiệm văn hóa đời sống của bà con nhân dân trong thôn. Đến với Kho Mường, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên về những nỗ lực của người dân tộc Thái trong việc giữ gìn, bảo tồn văn hóa bản địa. Trong đó có các nghề thủ công truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm. Nghề truyền thống của địa phương ấy có vai trò cho phát triển cộng đồng, là nó đem lại lợi thế kinh tế cho người dân. Khách du lịch đến được trải nghiệm và tham quan những cái nghề truyền thống để sau này nó không còn mai một đi cái nghề truyền thống của địa phương. Bà con phải tiếp tục phải giữ gìn lại cái bản sắc của địa phương và cùng thành lập được các cái đội dệt thổ cẩm của địa phương. Hình ảnh các cô gái Thái đưa khung cửi dệt từng tấm thổ cẩm mang hoa văn màu sắc đặc trưng của dân tộc mình gây ấn tượng với du khách mỗi khi ghé thăm. Quan niệm của đồng bào nơi đây, người phụ nữ giỏi thêu thùa có kỹ thuật tinh xảo trong dệt hoa văn thổ cẩm sẽ được cộng đồng đánh giá cao. Những cô gái dệt thổ cẩm giỏi thường được nhiều chàng trai để ý tới bởi họ coi đó như là một tiêu chí quan trọng của người vợ sau này. Không phải từ xa xưa mà đến tận ngày nay, theo phong tục, người con gái khi về nhà chồng phải tự tay mình dệt tặng bố mẹ chồng những bộ trang phục thổ cẩm để thể hiện sự hiếu thảo. Chính bàn tay người con gái cũng phải dệt ga, đệm gối để mang về nhà chồng trang trí cho phòng tân hôn của mình. Trong những ngày Tết hay ngày lễ lớn của dân tộc, người Mường Thái ở Bá Thước cũng thường mặc trang phục truyền thống bằng thổ cẩm theo phong tục.
Có thể thấy, sản phẩm thổ cẩm và hoạt động dệt thổ cẩm đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Thổ cẩm Thái được sử dụng may trang phục hoặc thiết kế ra nhiều vật lưu niệm cho du khách. Ngoài ra, du khách cũng có thể tìm hiểu và chiêm ngưỡng vẻ đẹp, sự tỉ mẩn của nghề đan lát trong bản. Mỗi một sản phẩm đều chất chứa trong đó tâm tư, tình cảm của người nghệ nhân tạo nên. Đó chắc chắn sẽ là món quà ý nghĩa cho mỗi du khách để lưu lại những ký ức đẹp về bản Kho Mường. Nằm trong khu bảo tồn Pù Luông nên bản Kho Mường cũng sở hữu cảnh quan núi rừng xanh tươi, bạt ngàn, những con suối trong veo ngày đêm chảy róc rách và những hang động còn ẩn chứa nhiều nét đẹp bí ẩn chưa được khám phá. Khu bảo tồn Pù Luông hiện có 1.542 loài thực vật và 908 loài động vật. Trong đó có nhiều loài động thực vật quý hiếm được xếp trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới như các loài thông, tùng, nghiến, lan hải, kim tuyến. Các loài động vật như vọc, khỉ, nhím, cầy hương, báo gấm. Với sự đa dạng thực vật học giúp cho bản Kho Mường trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách, thích hợp cho du lịch khám phá, ngắm cảnh và dã ngoại leo núi. Một trong những điểm nhấn khác của bản Kho Mường là hang rơi, còn được gọi là hang Kho Mường. Cảm giác đầu tiên trước hang Kho Mường là sự kinh ngạc đến sừng sững trước vẻ hoang sơ, kỳ vĩ này. Làm nên hang Kho Mường là những khối đá vôi sừng sững, có lẽ tuổi đời phải hàng triệu triệu năm. Đường vào hang dốc và trơn, với những mảng đá lô nhô như dọa dẫm, thách thức. Những nhũ đá từ bao đời khảm khắc nên vô số những hình thù kỳ dị, hình người, hình cây cho tới hình mãnh thú. Từ khi cái dân bản của thôn Kho Mường vào định cư ở đây thì cũng đã có cái hang này rồi. Thì trong thời gian vừa qua thì bà con nhân dân trong thôn bản thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền và lại cái vận động bà con nhân dân xây dựng lại cái đường vào hang, lại sửa chỉnh trang lại cho nó xanh sạch đẹp và lại trồng cây dọc cái đường hang. Và lại vào trong hang thì chúng tôi cũng vận động bà con nhân dân vào để mà chỉnh trang lại cái đường vào hang, xuống hang, lại tạo cái cảnh quan như là ví dụ làm cái thùng rác thùng nữa để du khách khỏi phải phàn nàn về cái vệ sinh môi trường trong hang. Trong hang thì nó cũng có cái đặc điểm là các nhũ đá này, thứ nhất nó hoang sơ, nó vẻ đẹp, nó lại khác thường với các loại hang khác. Từ tháng 7, tháng 8, tháng 9 đổ đi nó lại có nhiều nước, nhìn nó cảnh nó nhìn nó phong phú hơn. Hang Kho Mường vẫn giữ được nét hoang sơ cổ kính vốn có, chưa có bàn tay con người chạm đến. Đây là nơi cư trú của nhiều loài chim rơi khác nhau, trong đó có 4 loài rơi sinh sống trong thời gian dài. Hang rơi là điểm đến đầy lôi cuốn mà du khách yêu thiên nhiên, đam mê khám phá tự nhiên không thể bỏ lỡ trong chuyến hành trình về với bản Kho Mường. Ghé thăm bản Kho Mường ngày hôm nay, du khách có thể dừng chân và nghỉ tại các homestay, vừa tận hưởng không gian kiến trúc, vừa có cơ hội hòa nhập vào đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. Thông qua cái homestay này thì cũng là sẽ thu hút cái du khách, ví dụ như là họ vào họ trải nghiệm này, thứ nhất. Thứ hai là họ vào họ sẽ khám phá được cái nhiều điều, ví dụ như là cái văn hóa truyền thống của thôn này. Đấy. Thứ hai là cái ẩm thực các kiểu, ví dụ như là trải nghiệm khám phá về các cảnh quan thiên nhiên của thôn bản. Không dừng lại ở đó, Kho Mường còn có nền văn hóa ẩm thực độc đáo, đa dạng, được chế biến công phu từ sản vật của địa phương. Từ những nguyên liệu gần gũi có sẵn từ núi rừng, suối khe tại địa phương, các món ăn mang hương sắc núi rừng người Thái cứ thế ra đời. Tùy từng thời điểm, từng mùa trong năm mà có các món khác nhau. Nhưng một số món ngon mà người Thái thường hay chế biến như cá nướng, cơm lam, thịt lợn hấp, gà nướng, vịt cổ lũng, ốc đá, xôi ngũ sắc từ nếp nương. Với cách chế biến cầu kỳ, đẹp mắt, biết kết hợp các loại gia vị đặc trưng của vùng miền, người dân Kho Mường đã sáng tạo ra các món ăn có hương vị đậm đà, mang màu sắc của núi rừng miền Tây xứ Thanh. Hương vị đặc trưng của ẩm thực Kho Mường cứ thế cuốn hút du khách. Văn hóa ẩm thực Kho Mường đã thể hiện nét tinh hoa của văn hóa địa phương, làm đậm đà bản sắc dân tộc Thái và góp phần vào phát triển du lịch cộng đồng trong nhiều năm qua.
Đối với các du khách mà đến với địa phương, đặc biệt là Kho Mường ấy, thì sẽ được thưởng thức cái món ẩm thực của địa phương, và người dân cũng đã phải đã học các cái lớp nấu ăn để nâng cao cái cách cung cách phục vụ của du lịch cộng đồng tại địa phương. Khi màn đêm buông xuống là du khách được hòa mình vào không khí văn nghệ tươi vui của Kho Mường. Đội văn nghệ của bản trong trang phục dân tộc, tiếng nhạc cụ truyền thống sẽ phục vụ du khách những điệu múa sạp, múa khắp, múa xòe, giao lưu ẩm thực, uống rượu cần để du khách hiểu thêm về đời sống sinh hoạt của người dân bản địa. Những điệu múa sạp, múa thái rộn ràng, vui tươi là những nét văn hóa nghệ thuật của đồng bào dân tộc Thái, lôi cuốn ánh mắt và tâm tình của biết bao du khách mỗi khi đến đây. Văn hóa nghệ thuật của người Thái ở Kho Mường vừa đa dạng vừa đặc sắc. Trong đó không thể không kể tới nghệ thuật hát khắp. Những câu hát giao duyên, câu ca tình yêu khắp Thái của xứ Thanh mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe. Văn hóa khắp là một hình thức dân ca mang nội dung rất phong phú về lịch sử, dân tộc, với những quan niệm tín ngưỡng của người Thái về cuộc sống và con người. Khắp Thái còn là cái tình sâu sắc đối với quê hương đất nước, là những lời cầu mong hạnh phúc, những lời khuyên bảo, nhắn nhủ nhau, giữ gìn nương rẫy. Khắp Thái có nhiều bài miêu tả, kể chuyện kéo gỗ, đắp đập với tinh thần say sưa lao động và chiến thắng thiên nhiên. Khắp Thái còn là những nét ngọt ngào quyến rũ của tình yêu. Nhờ vào những nỗ lực của chính quyền địa phương và các thế mạnh của Kho Mường, du lịch cộng đồng ở đây ngày càng phát triển. Mỗi năm, khách du lịch tới đây lại tăng đều. Năm 2019, tổng lượng khách đến bản Kho Mường khoảng 1.200 lượt khách trên một năm, khách lưu trú khoảng 592 khách, ước tính doanh thu du lịch khoảng 300 triệu đồng. Khách du lịch tới bản Kho Mường bao gồm cả khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa. I found out about this place by a friend. They came last year, and I feel really happy. It's really nice. Really peaceful. It's nice to get out of the city, away from all the honking of car horns and motorbikes, and it's nice to hear just nature and to be able to just explore freely, especially after being in lockdown for so long. I love it. I think everyone's really friendly. They're always really welcoming and helpful. Everyone speaks like quite good English as well, which is really good for me, obviously. I think, yeah, the country's beautiful. And it's just got a really, really kind of happy, positive vibe about it. So, yeah, I mean, when COVID allows me to, I'd like to see the whole country. Obviously, with the restrictions that have been in place this year, it's been quite difficult to explore the country. But this is, you know, to be somewhere like this is amazing. You know, it feels like a nice break from the city. And I hope that soon I can do more trips like this and see more of the country, yeah. Để thúc đẩy hơn nữa du lịch của địa phương, từ tháng 10 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 4591 QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án xây dựng mô hình điểm du lịch cộng đồng bản Kho Mường tại xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu là sẽ phát triển Kho Mường thành một sản phẩm du lịch cộng đồng có thương hiệu, có giá trị, có sức cạnh tranh cao, trở thành một sản phẩm OCOP mang thương hiệu của địa phương. Đến bản Kho Mường ngày hôm nay, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng nét đẹp cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa đặc sắc, ẩm thực tinh tế hay một bức tranh về bản làng quê Việt làm nao lòng du khách, mà đó còn là những tâm huyết của người dân bản địa khi làm du lịch cộng đồng. Đối với họ, đây không chỉ là cách để cải thiện việc làm tại bản và các vùng lân cận, mà còn giúp bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, duy trì phát triển nghề thủ công truyền thống của cha ông.